Hello, xin chào tất cả các bạn. Không để các game thủ phải chờ đợi lâu thì Sony đã chính thức phát hành máy chơi game PlayStation 5. Sản phẩm này bao gồm có hai phiên bản các bạn ạ, bao gồm bản Digital Edition và Standard Edition. Tuy nhiên thì trước mắt Sony chỉ bán một bản PS5 tích hợp ổ đĩa tại thị trường Việt Nam mà thôi. Cùng với cấu hình nâng cấp đầy mạnh mẽ này, rất nhiều tựa game mới đã được thêm nhằm mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đập hộp nhanh sản phẩm này các bạn nha. Đầu tiên đó chính là dây nguồn. Đây là những quyển sách hướng dẫn nhanh nhé các bạn. Tiếp đến sẽ là gì đây? Đây chính là đế hay còn gọi là giá đỡ của PS5. Nó giúp PS5 cố định để có thể là đứng hoặc là ngang đều được các bạn nhé. Và đây đó chính là cáp HDMI 2.1. Sony cung cấp hình ảnh gameplay chất lượng cao nhất. Chúng ta để ở đây. Một nhân vật cũng quan trọng không kém nhé các bạn. Và trước khi đến với nhân vật này thì còn một sợi dây nữa. Đây là dây cáp USB Type-C. Đây là một nhân vật cũng quan trọng. Đấy. Một nhân vật rất quan trọng đó chính là tay cầm không dây DualSense với rất nhiều những cái tính năng mới nhé các bạn. Rất đẹp và rất thời thượng. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, PlayStation 5. Và chúng ta có thể thấy rằng là khi mà đập mắt vào cái em này thì rõ ràng cái thiết kế vô cùng đẹp, vô cùng đỉnh cao đúng không nào các bạn? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn chi tiết xung quanh nó có những điều gì nổi bật nhé. Dòng PlayStation thế hệ mới nhất mang phong cách hoàn toàn khác biệt so với người tiền nhiệm. Điểm đặc biệt của nó nằm ở kiểu thiết kế dọc có cái nhìn tổng thể, trông như một hình chữ V độc đáo. Sự pha trộn giữa hai tông màu nguyên bản đó chính là đen và trắng càng tạo nên vẻ đẹp đối lập đầy ấn tượng. Logo của hãng được bố trí ở cả góc trên cùng bên trái lẫn mặt trước. Tính tới thời điểm hiện tại thì có thể nói PlayStation 5 là chiếc máy chơi game lớn nhất mọi thời đại. Và đây là tất cả những gì có trong sản phẩm PS5. Và các bạn có hóng những cái tính năng nổi bật cũng như là những cải thiện so với PS4 không ạ? Và chắc chắn chúng ta sẽ có một clip so sánh giữa PS5 và PS4 sẽ mang tới cho tất cả các bạn có những cái nhìn thật là khách quan nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.